Một giai điệu cũng rất là quen thuộc của nhạc sĩ Trương Quý Hải, một cái cây U2C với series trên 1 triệu. Vâng, để các bạn để ý kỹ về phần ảnh của cây đàn sẽ thấy rằng là cái phần trống đằng sau ấy, cột trống là chúng ta có đến 6 cột trống. Vâng, có lẽ rằng là cái thời kỳ mà người ta sản xuất cây đàn này, theo tôi nghĩ rằng là người ta rất chú trọng đến cái sự bền vững. Vâng, rất chú trọng đến sự bền vững. Thế nên rằng là tôi nghĩ rằng là cái tuổi thọ của những cây đàn ở thời kỳ đó sẽ chắc chắn, tôi khẳng định là tốt hơn về cái độ bền vững, về thời gian sẽ tốt hơn những cái đàn sản xuất những cái năm gần đây. Và khi đó tất cả những cái nguyên vật liệu họ đều làm rất nhiều và có thể nói đạt đến 99% là đều bằng nguyên liệu bằng gỗ. Còn ngày nay dần dần thì họ thay thế bằng những cái vật liệu tổng hợp khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vật liệu bằng gỗ chắc chắn tốt hơn và nó mang đến cái hiệu quả về âm thanh của cây đàn cũng sẽ tốt hơn. Vâng. Tôi nói như thế thì cũng không có nghĩa là phản bác về những cái cây đàn ngày nay không hay. Tất nhiên nó có những cái ưu thế riêng, nhưng mà những cây đàn từ những cái năm sản xuất 60, 70 đó nó lại có những cái giá trị rất là riêng. Vâng. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím cho các bạn cùng xem. Vâng, 88 phím đánh đều rất là tốt. Và với một cây đàn có thể nói là sản xuất lâu năm một chút. Vâng, nhưng mà hình thức như các bạn đã xem và âm thanh như các bạn đã nghe, và đặc biệt là cái giá trị sử dụng hiện tại của cây đàn, và chúng tôi vẫn bảo hành 10 năm. Vâng, thì các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng cây đàn này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.